Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu hòm 7 lươn các bạn. Trước mặt các bạn đây là hòm 48 các bạn. Mình nói qua sơ nhé, hòm 48. Nếu cái nan này mà dài quá, lươn nó cứng nó thì không bảo được, mà mỏng quá nó thì yếu. Nên là cái chẻ nan này rất là kỹ thuật các bạn. Rất là mỏng nhưng mà mỏng cứng. Trên tay mình là hòm 48 các bạn nhé. Các bạn phải mua ống nhựa PC48 loại mỏng